Chào các bạn, giờ mình tiếp tục mình đi móc nha các bạn. Chính xác 100%.
Vậy mày mới chết. Trời ơi, tôi bị khùng rồi. Chưa đi xong nữa. Thổi bà bơm máu cho chết quá. Khùng thiệt đó chứ. Thank you.
cây thì chưa đi gì hết. Nghe lấy được chìa khóa luôn rồi. Con nó không cho chìa khóa ta. Shit.
dài lắm mộng. Thank you.
Con này có đồ đỡ cho nên không có quýnh con bình thường. Không quýnh được nha, chỉ con tướng lấy cái kiếm bất tử này nè, cái kiếm này nè mới quýnh được nha. Thánh kiếm này nè mình nó đánh mới được. Thế 9% này cũng đúng. Đúng luôn cho chết luôn.